Xin chào anh em, hôm nay thì giới thiệu với anh em một cái dự án tích vàng hot rất mới đăng ký để khai thác cái đồng WXBL này này. Đây gọi là X Blast gì đấy. Hệ Blast ngay trên cái Telegram tổng TVL đang là 2 tỷ đô. Thì các bạn ấn vào cái đường link mình để phía dưới một mô tả clip nhá. Dễ thôi, cái này đăng ký đào trên Telegram rất dễ, kết nối Telegram và trang X hay còn gọi là Twitter trước kia. Thế vậy là xong. Đây là một cái hệ sinh thái web 3 mới được xây dựng và phân bố bởi WXBL cho người dùng sớm. Cơ chế hoạt động của nó giống hệt như là cái đồng Hotmir, nhưng mà một tiếng claim một lần kiếm đồng WXBL, sau này thì quy đổi sang đồng XBL với tỷ lệ là 1:1. Đây nha các em, anh em nhìn thấy cái giao diện đấy các bạn, join vào Telegram này. Đó. Join. Chờ bot này. Rồi, join tiếp. Hình lại tí nha. Rồi, bây giờ follow trên Twitter này. Các bạn ấn theo dõi này. Ấn vào cái chuông này. Ấn vào tất cả các bài đăng này. Đấy, như vậy là mình đã đăng ký follow cái trang XBL này ở trên Twitter. Quay lại một chút. Bây giờ sau khi mà các bạn đăng ký hai cái bước đấy xong, các bạn ấn Start Now. Đó, tích vào xác thực tôi là con người. Kéo cái captcha này sang. Ok, giao diện khá là đẹp đấy các bạn ạ. Chỉnh chu phết. Đây, Claim First WXBL đây, các bạn tích vào đây. Đó. Rồi. Cứ sau một tiếng thì các bạn vào claim một lần đó. Thì mã mời của mình để ở dưới phần mô tả đây nhá. Các anh em vào, kích vào cái đường link. Đây cái đường link đây các bạn nhá. Mình để phía dưới, các bạn kích vào đăng ký giống như mình vừa làm ở trên để có thể claim được cái đồng XBL này. Chúc các bạn thành công với kèo này.